Hiếu bảo là hướng nếu xe máy đi cầu Thăng Long thì xe máy đi đường này chứ không phải là cái làn để chỉ dành cho xe máy. Sẽ quật một phát rồi mới ăn đòn. Ờ, tự nhiên mình đọc cái đọc mấy dòng dưới. Để cho xe mô tô nó nhìn như xe ô tô. Xe mô tô rất dễ xe ô tô. Thì đọc quá. Nó làm cái khúc này nó đang làm đường. Xưa cầu này ghê gớm lắm đấy. Cứ ấy thôi à, cứ để trích quỹ ra thôi. Wow. Nghe
đây mà. Mỗi tháng mất căn chung cư của anh. Chạy 5 năm lên bây giờ thì mất 60 căn. Bằng mấy sàn nữa. Nhờ hay là khách đi xem bọn nó sẽ theo dõi, bọn nó cứ rình rình để nó phạt không ạ.